có rất nhiều người sẽ hỏi tôi rằng là anh chị ơi vậy thì harnalot và oxytocin nó khác nhau ở chỗ nào tại sao lại là harnalot tại sao nó lại là oxytocin thì harnalot và oxytocin nó đều có cơ chế tác dụng như nhau tức là co bóp cơ trơn và cơ vòng nhưng oxytocin thì nó gây nên hiện tượng co bóp cục bộ cục bộ cục bộ rồi nhưng harnalot nó có hiện tượng co bóp từng cơn mềm mại éo 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 khi nó co bóp mềm mại từng cơn cơ thể của nó hiểu rằng là à đã đến lúc phải mở cửa tử cung rồi để mô la một yếu tố gì đấy vậy thì có nghĩa rằng hanorot và oxytocin cơ chế tác động của nó giống nhau tuy nhiên cái việc mà sử dụng từng thời điểm nó sẽ khác nhau hanorot thành phần của nó là f2 alpha nó có tác dụng là kích thích co bóp cơ trơn và cơ vòng để có thể đẩy dịch viêm ra nên là khi các bạn tiêm oxytocin hoặc hamarot nó co bóp cả ruột gan của nó chứ không phải là co bóp mỗi tử cung các bạn nhớ này oxytocin và hamarot nó có tác dụng co bóp cơ trơn và cơ vòng nên là khi chúng ta tiêm cái hóc môn này vào cơ thể của con lợn nó co bóp toàn thân ruột của nó cũng co bóp tử cung cũng co bóp chứ không phải là mỗi tử cung không? vậy thì anh em nhớ cho tôi oxytocin nó là gây nên co bóp cơ chân cơ vòng còn lại hammer rod là nó gây nên co bóp từng cơn khiến cho cơ thể hiểu rằng cần phải mở cửa tử cung và tiếp tục một cái kiến thức này cái hammer rod ấy nó là thành phần của nó f 2 alpha nó còn có tác dụng là phá thể vàng tức là nó là tác dụng là tiêu biến thể vàng nên khi mà các bạn sử dụng hammer rod nó có rất là nhiều tác dụng ví dụ như là tiêu biến thể vàng để giúp con lợn nó nhanh lên giống các bạn có thể lấy cái Hàn rốt các bạn pha chung với là tinh để các bạn thụ tinh cho con lợn. Nó cũng có tác dụng làm thứ nhất là nó làm chậm cái quá trình hình thành thể vàng này. Nó có tác dụng là co bóp co bóp cơ trơn và cơ vòng để giúp cho con lợn nó hiểu rằng là hình như là nó đang bị thụ tinh ấy, nó mới sướng. Khi nó sướng nó tiết dịch ra nhiều, nó giúp cho quá trình hình thành trứng này, giúp cho quá trình kết hợp giữa tinh trùng và trứng nó nhuần nhuyễn hơn nó tạo thành hợp tử tốt hơn nên là khi các bạn hiểu cơ chế của nó hiểu công thức gốc của nó thì sử dụng nó mới hiệu quả được ok nhá